lợi ích Quy Nhơn ngay chính thức khánh thành và đi vào hoạt động như một dấu son trên bản đồ du lịch Quy Nhơn Bình Định. Đây là dự án đầu tiên trong chặng đường xây dựng chuỗi thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp LLI. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Mảnh đất mà các vị ngồi đây đã từng là cố đô, là một cái mảnh đất đất võ với nhiều danh nhân văn hóa, thi ca đã từng sinh ra, lớn lên, trưởng thành tại mảnh đất Quy Nhơn xinh đẹp này. Rất là vui khi mà được xuất hiện tại đây để cùng chung vui với tất cả các quý vị trong lễ khai trương hôm nay. Và theo cảm nhận của tôi khi mà tới đây trong đến Wanderlust thì đây là một khách sạn 4 sao với rất nhiều tiện ích. Và mình xin được chúc cho khách sạn Wanderlust sẽ có một buổi khai trương thật là hồng phát. Và mình tin rằng trong tương lai gần thì đây chính là một điểm dừng chân rất đáng tin cậy cho tất cả các quý khách đặt chân tới Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Xin trân trọng cảm ơn ạ.